Em lại xin chào toàn thể các bác các anh em nhé. Trong video buổi chiều muộn ngày nay thì em lại lên chia sẻ cho các bác anh em một số mặt hàng con giống. Thì trong clip ngày nay thì em sẽ chia sẻ những mặt hàng từ bình dân cho đến cao cấp, và đồng thời cũng giảm giá một số mặt hàng cho toàn thể các bác anh chị em sưu tầm. Và các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới hàng ngày do Lan Ba Phong đưa lên. Thì trước màn hình các bác anh em đây là một cái chậu 50 trắng phủ trì. Cái chậu này thì tổng là có 2 mầm gốc và có 4 kỳ trên thân. Và chia sẻ cho các bác anh em giá là 300.000 đồng một kỳ nếu như các bác mà có nhu cầu. Là đơn số 1. Cái kỳ nhỏ trên cùng này thì bù rễ của nó cũng rất là khỏe rồi các bác nhé. Đó, em chia sẻ cả khúc này cho các bác là 100.000. Còn kỳ to như này là 300.000, nếu các bác mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em. Đó, ở đây có 4 kỳ to khỏe đẹp nhé. Tiếp theo thì em vào cái phần số 2 là một đơn anh cả. Cái đơn anh cả này thì chia sẻ cho cả nhà giá là 200.000 đồng để các bác các anh em sưu tầm. Cái này thì nó mất nón rồi và nó đang đỉa mầm gốc nối các bác nhé. Đó thì tương đương là cái giò này nó sẽ đỉa 2 mầm và bị chi là nó được 3 mầm. Thân này về các bác có thể kích kỳ, và cái thân này năm nay bác kích kỳ luôn nhé. Chia sẻ yêu thương 200.000 đồng. Đó, bác nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em. Thời tiết bây giờ thì nó cũng đang muộn rồi. Và tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác là một số dòng bạch tuyết và dòng hồng. Thì trở về cái đơn số 1 đầu tiên là 50 trắng bạch tuyết. Chia sẻ cho các bác giá là 2 triệu đồng. Giảm giá cho các bác còn 1.500.000. Vì mình cũng không giữ giá làm cái gì nữa. Vì thị trường quá nhiều lan và người mới không đầu tư, thì mình phải bán làm sao để hợp lý nhất cho cả nhà sưu tầm. Và thứ hai nữa, nó sẽ giúp mình một cái phần vốn lưu động rất là quan trọng trong cái việc kinh doanh. Và chia sẻ 1.500.000 các bác nhé, 2 triệu. Đó, các bác mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Tiếp theo đơn số 2 bạch tuyết, đơn 2.900.000 đồng. Giảm cho các bác các anh em còn 2 triệu đồng nhé. Kỳ 52 rất là khỏe, rất là lực. Và tiếp tục là đơn số 3. Đơn số 3 chia sẻ cho các bác là 3.200.000 đồng kỳ 52 nhé. Rất là khỏe. 3.200.000 giảm cho các bác các anh em giá là còn 2,5 triệu đồng. Đó, rất là đẹp, rất là khỏe luôn. Và tiếp theo là cái đơn số 4 chia sẻ cho các bác giá là 2.800.000 đồng, giảm cho các bác luôn là còn 2 triệu đồng. Các bác có thể tham khảo cân nhắc tài chính, kế lưỡng trước khi mua hàng. Và tiếp tục là đơn số 5 vẫn là bạch tuyết, chia sẻ cho các bác là 2.800.000 đồng, giảm cho các bác là còn 2 triệu đồng. Đó, các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em. Và chuyển sang đơn số 6 là một đơn hồng xòe, chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng, giảm cho các bác 100.000 đồng còn 400.000 đồng nhé. Cực kỳ yêu thương. Tiếp theo là một cái đơn số 7, 50 trắng ngọc sơn. Đơn này thì có 2 mầm gốc, rất là khỏe các bác nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho các bác là 2 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 1,5 triệu đồng. Đó, các bác có thể tham khảo cân nhắc nhé. 50 trắng ngọc sơn nhé, không phải là ngọc sơn cước. Ngọc sơn cước thì cái giò này nó mới 100 triệu luôn. Và tiếp theo thì em chuyển về cái đơn hồng bồng lai. Đơn số 2 chia sẻ các bác là 2 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 1.500.000. Đó, các bác có thể tham khảo nhé. Và đơn số 3 vẫn là hồng bồng lai, 2.200.000 đồng, giảm cho các bác còn 1,7 triệu đồng. Đó, và đơn số 4 vẫn là hồng bồng lai, 2 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 1.500.000 đồng. Các bác có thể cân nhắc nhé. Đó, rất là đẹp, rất là lực, rất là khỏe luôn. Và tiếp theo là một cái đơn hoa hậu xứ Mường. Đơn này chia sẻ với bác là 2 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 1 triệu đồng. Kỳ rất là khỏe, rất là lực. Và đơn số 6 vẫn là hoa hậu xứ Mường, giảm cho các bác là còn 2 triệu đồng 2 kỳ. 2 kỳ này là 4 triệu đồng nhé. Kỳ rất lực, rất là khỏe các bác nhé. Nhỏ nhưng rất là có võ nhé. Các bác mua ít thôi nhưng mà nó phải chất lượng nhé, không cần là phải mua nhiều. Và tiếp tục là đơn số 9, 50 trắng mắt châu, chia sẻ với các bác 5 triệu đồng, giảm cho bác là còn 3 triệu đồng. Các bác có thể tham khảo và cân nhắc. Và em sẽ quay nhanh một chút, nếu không thì nó sẽ bị mờ tối màn hình vì thời tiết đang tối. Tiếp theo là em trở về cái đơn số 20 là một cây bảo duy. Cây này thì chia sẻ cho các bác giá là 6 triệu đồng, giảm kịch sàn cho các bác nhé, sưu tầm nhé. Giá là 4 triệu đồng,
đó, kỳ rất khỏe, nó ở đây khoảng 10 ngày rồi, hơn 10 ngày rồi, đó, tình trạng là khỏe nhá. Đó, em quay xong thì em bắt đầu em tưới nước. 6 triệu đồng giảm cho các bác là còn 4 triệu đồng, các bác có thể tham khảo nhé. Và đây là cơ hội để các bác mua được những bào duy vừa tiền vừa miếng, vì kỳ này nó là thân già thôi các bác nhé, nhưng mà nó rất là khỏe, giá rất là khỏe các bác nhé. Đó, quay gần cho bác này, đó, rất là khỏe luôn. Tiếp theo là một cái đơn số 21 bào duy. Cái đơn này thì chia sẻ cho các bác giá là 15 triệu đồng, nay giảm cho các bác là còn 10 triệu đồng nhé. 10 triệu đồng, các bác có thể cân nhắc kỹ lưỡng tài chính. Và đơn số 22, một đơn GRS rất là đẹp, chia sẻ cho các bác 10 triệu đồng, giảm cho các bác hôm nay kịch sàn luôn, còn 6 triệu đồng nhé. Rất yêu thương cho các bác sưu tầm. Và tiếp theo là một cái đơn 23, một cái đơn đắt tiền nhất trong cái clip ngày hôm nay. Thì cái đơn này là một cái đơn người đẹp không tên, chia sẻ cho các bác giá là 26 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 20 triệu đồng. Đó, các bác có thể nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi mua. Và tiếp tục là một cái đơn số 4, một đơn mít huyền diệu, mặt bông cánh bầu, bẹt rất là đẹp, chia sẻ cho các bác 500.000 đồng. Cái đơn này thì cũng không có giảm giết gì cả, 500.000 đồng, mít huyền diệu. Đó, tiếp theo là một cái đơn, số này là số 25, 50 trắng cố hương. Bữa trước là bán 500.000 đồng, hôm nay giảm cho các bác là còn 300.000 đồng nhé. Và đơn 26 vẫn là cố hương, giảm cho các bác là còn 300.000 đồng, 500.000 đồng còn 300. Các bác có thể tham khảo. Và ở đây là còn hai đơn hồng á hậu, cũng quay rất là nhiều lần rồi, chia sẻ cho các bác giá là 1.500.000, lấy các bác là 1 triệu đồng nhé. Nó rất là khỏe, rất là lực luôn. Và đơn số 13, 1.400.000 đồng, lấy các bác 900.000 đồng. Đó, rất là yêu thương. Và tiếp theo là một cái đơn 28 mít sen hồng Hàm Yên, chia sẻ với bác là 500.000 đồng cả cặp này nhé. Những cái này thì không giảm, cái nào giảm thì em bảo giảm luôn. Đó, 500.000 đồng. Và đơn 27 vẫn là mít sen hồng Hàm Yên, chia sẻ cho các bác là 500.000 đồng. Đó. Và đơn 29 vẫn là sen hồng Hàm Yên, 3 kg 600.000 đồng. Cái nào giảm em bảo giảm luôn nhé. Và tiếp tục là bạch tuyết cắt khúc gồm tự nhiên. Đơn số 16, chia sẻ cho các bác các anh em 1 triệu đồng, giảm cho các bác các anh em còn 700.000 đồng. Đó, thời tiết nó muộn rồi, hơi mờ, các bác có gì thông cảm. Và một cái đơn nữa là một cái đơn bạch tuyết lách này các bác này. Cái đơn này bữa trước em bán 1.2 triệu nhé. Hôm nay bác nào mà sưu tầm cái đơn này em lấy các bác là 900.000 đồng. Cái này không có số mã gì nhé, vì gió nó bay mất cáp tía tung đâu rồi ạ. Các bác có thể nghiên cứu kỹ lưỡng. Và đơn số 14, bạch tuyết cắt khung tự nhiên. Đơn này thì chia sẻ các bác là 1 triệu đồng, giảm cho các bác là còn 700 nhé. Đó. Và em quay nốt hai đơn này. Đơn này đơn 19, 1.200.000 đồng, giảm cho các bác là còn 1 triệu đồng. Và cái đơn số 18, bạch tuyết 1.500.000 đồng, giảm cho các bác là còn 1 triệu đồng luôn. Đó, bác nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp. Và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt.